Xin chào các bạn đang theo dõi kênh của video xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một siêu phẩm cầu các đăng phanh đĩa phanh dầu rất là chất. Cái món này thì rất nhiều các bạn đã hỏi từ trước đến giờ nhưng chưa có. Hôm nay bên xe điện motor điện bên chúng tôi đã có cái sản phẩm này rất là chất các bạn nhé. Phanh đĩa dầu và cầu các đăng rất là nhẹ nhàng, khắc phục được với cái dòng cầu các đăng này thì bên mình đang có các cái kích thước là từ 80 cho đến 1m17. Đối với các bạn có yêu cầu cao hơn thì có thể có đến 1m4. Phanh đĩa, phanh cơ đều có. Tim của những cái dòng ốc này thì nó là vuông 7, chéo 10. Đây, kích thước từ đây qua đây là 7. Đây là 10. Đấy, 7 đến 10. Sử dụng phanh đĩa. Đĩa này của nó bằng thép không gỉ các bạn nhé, rất là bền. Sọ cầu các đăng, cầu các đăng này của mình là cầu hàng chuẩn đấy các bạn ạ. Bốn cái lỗ ốc này là lỗ ốc tiêu chuẩn, các bạn có thể lắp số phụ vào đây rất là đơn giản. Nếu như các bạn có yêu cầu lắp số phụ thì các bạn có thể lắp vào bốn con ốc này. Bốn con ốc này nó tiêu chuẩn cho đến những cái dòng cầu to nó đều dùng bốn con ốc này. Gối cầu thì các bạn ưu tiên nên đặt gần sát cái bánh này thì nó sẽ khỏe cái trục cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và mọi chi tiết về giá thành xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 hoặc liên hệ qua Zalo 0983 818 955 cùng số.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Sẽ hứa